giây mình sẽ giới thiệu cho các bạn máy mài mỏ có chiếc áp điều chỉnh nhiệt và quạt hút khói. Bây giờ mình mài gà cho các bạn xem. Đấy, chỉ cần mài mỗi mỏ trên nữa nhé. Mài 1/3 là trên của bên gà. Không rất nhanh. Chuẩn bị mỗi mỏ trên mà thôi. Đấy, khi mà máy xo nóng quá thì các bạn điều chỉnh nhiệt nặng. Máy này là 350.000 nhé. Đấy, 1/3 máy trên là xong.